Dạ vườn mai chích chè bông, xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay em có một cái lô mai còn quấn rễ, hàng em cần thanh lý đây cả nhà. Thì thật ra là bên vườn em quá nhiều để rồi nhiều khi tưới á, nó không có tới, cái thành ra nó bị rụng lá, rồi em phải chất lại cho nó ra lá lại á. Thì cây nó rất là cứng cáp rồi cả nhà, cây rất là mập luôn. Thì thanh lý giá cũng rất là rẻ luôn cả nhà. Đây cả nhà nhìn nè, đó, cây thì nó ra đọt ra lá hết rồi, cho nên là cả nhà yên tâm nha. Thì lâu lâu nó mới có một lô như thế này nha cả nhà. Cây thì nó rất là cứng cáp và nó mập như thế này đây. Rễ thì nó xử lý đủ kiểu nè, em thấy có lò xo nè, rồi tổ chim, rồi nói chung là nó tùm lum kiểu hết cả nhà, nó tùm lum kiểu hết nha. Thì lô này á, thì em bán giá rất là rẻ luôn ha, chỉ có 5.000 một cây thôi cả nhà, 5.000 một cây nha, 5.000 một cây. Mà nếu mà chúng ta lấy 50 cây thì em mới ship nha cả nhà, tại vì hàng thì hàng thanh lý rồi, cho nên là giá rất là rẻ. Cả nhà nhìn thấy ở trong đó kìa, có một số nó quấn rễ rất là đẹp luôn ha. Đó đây ha, cả nhà nhìn thấy ha, gốc đó thì tương đối to hết rồi nha, lô này gốc tương đối to á cả nhà, rụng lá rồi ra lá lại rồi, cho nên cái này trồng là khỏi phải sợ chết gì luôn ha. Rồi giá 5.000 một cây thôi nha, chỉ có 5.000 thôi cả nhà. Rồi tiếp tục thì tiếp theo là có cái mặt hàng mới em mới nhổ về ha, thì tùy mình thích cái nào thì mình lựa chọn thôi nha cả nhà. Đây thì vào đây thì sẽ là một cái lô mới, hai lô này em mới nhổ về luôn. À, cái lô này thì cây thì thoát thân rất là thấp và đặc biệt nhánh rất là nhiều, nhánh rất là nhiều, thoát thân nó thấp như thế này nè. Giá thì lô này là 7.000 nha, 7.000 nha cả nhà. Cả nhà nhìn nè, đó, nó có nhánh nhiều như vậy nè, nó thích hợp cho chúng ta trồng tán thông ha, thích hợp trồng tán thông. Và lô này rễ cũng rất là đẹp nha, rễ này rễ to lắm, hình thú nè, hình thú nha. Rồi trái bí lò xo, có một số thì nó nổi rễ lên luôn nè cả nhà. Tổ chim đó thì nó rất là nhiều kiểu, và đặc biệt là ai mà muốn trồng tán thông á thì cây này nó rất là ok cả nhà. Hàng nó cao chắc khoảng 5 tấc thôi nhưng mà nhánh rất là nhiều, cây nào cũng có nhánh hết cả nhà nhìn nè ha. Đó thì ai thích trồng tán thông thì cũng có lô này nha, giá 7.000. Rồi tiếp tục qua hàng bên đây, hàng bên đây là một cái hàng mai con quấn rễ lộn xộn hả, lộn xộn nha cả nhà. Đó đây lộn xộn nha. Thì cái lô này thì quấn rễ có hình thú, có nè, đó hình thú nha, hình thú nè. Rồi đây rễ như thế vậy. Rồi đây rễ như thế này đó. Rồi đây như thế này đó. Thì cái lô này em bán với giá chỉ có 4.500 thôi, 4.500. Cây này cũng thoát thân rất là thấp luôn nha, này thích hợp cho chúng ta trồng tán thông ha, cao từ 40-50, giá 4.500 một cây nha, 4.500 nha cả nhà. Rồi tiếp tục hàng bên đây, hàng bên đây thì cây sẽ lớn hơn chút xíu, rễ này đó ha, có bí rồi có hình thú đủ kiểu nha. Đây đó, lô này á thì em bán giá là 6.000 nha, 6.000 nha cả nhà. Cây cao từ 50-60 ha, nó cũng có bí nữa nha, bí lộn xộn tùm lum đủ kiểu hết nha cả nhà. Đó đây là 6.000. Rồi nó rất là nhiều lô nha cả nhà. Rồi tiếp tục hàng bên đây, hàng bên đây sẽ là hàng bí, bí mà bí cây mập nha, bí tròn luôn, 2-4-5-6 mắt, 2-4-6 mắt, 2-4-5 mắt, nói chung là bí rất là tròn cả nhà nhìn nè. Đó đây ha, trái bí như thế này đó. Cái này là giá là 20.000 một trái nha, em ship từ 25 trái, thì nếu mà lấy 25 cây thì bên em sẽ bao ship cho chúng ta. Đó đây là hàng bí nha, rất là tuyệt vời luôn cả nhà, lô bí này phải nói là rất là đẹp luôn. Đây cả nhà nhìn nè, đó ha, lâu lâu mới có bí, bịch to nè, bịch to hơn cái bịch kia ha cả nhà. Đây bí ha, đây cả nhà nhìn nè, rất là đẹp luôn nha. Rồi tiếp tục hàng bên đây, hàng bên đây chính là hàng hồ lô, hồ lô biến nha. Nó sẽ có hai tầng, một tầng ở trên đây là nhỏ nè, rồi ở dưới đây là lớn, cho nên người ta gọi là hồ lô. Đây hồ lô nè cả nhà, nó quấn cái kiểu hồ lô ha, ở trên đây nó có cái núm vậy nè, rồi ở dưới đây nó sẽ có một cái bậc, một thêm một cái bậc nữa thì người ta gọi là hồ lô nha. Đây đó, hồ lô này nó gắn quấn cái cục sơ dừa này rất là to cả nhà. Cái dòng này nè, ở trên đây nó sẽ có cái núm nhỏ ha, đó đây chính là hồ lô nha. Rồi cũng 20.000 một cây luôn nha. Tiếp tục là hàng bính đây cả nhà, bính nha, bính này là nè 6-5-6 ha, 5-6 đó, bính nè, nè cả nhà nhìn nè, bính thì cũng 20.000 luôn nha, 20.000
ngàn luôn nha cả nhà. Đó, 20 ngàn một cây luôn, 25 cây trở lên thì em bao ship nha. Đó, đây, đó, đây là hàng bính nha, rất là đẹp luôn đó. Bính tóc ha, bính này là bính tóc nha cả nhà. Đó, rễ đây, đó, đây là bính tóc nha, bên đây có nè. Đó, đây, rồi, 20 ngàn nha. À, nếu mà chúng ta lấy thích bí nè, hồ lô và bính, mà nếu mà lấy chung luôn ra 25 cây thì bên em vẫn bao ship cho chúng ta nha. Đó, cái hàng hồ lô, bên đây là hồ lô nè, bên đây là bính nè, bên đây là bí. Đó, rồi, ai thích loại nào thì alo cho vụ may của chiếc dè bao ôm nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.